Thưa quý thính giả của tờ báo Media, đây là một thời sự hàng ngày cho ngày thứ hai, mùng 3 tháng 8 năm 2020. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, những tin tức quan trọng là việc có một cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt hợp tác với những người thiểu số ở Toronto là Ấn Độ, Đài Loan, Hồng Kông và Tây Tạng để phản đối tàu về những ức hiếp và những chính sách bắt nạt của Trung Quốc về bảo hành thì theo tin tức cho biết trong hôm thứ bảy ngày 1 tháng 8 có một cuộc biểu tình của liên hiệp những cộng đồng thiểu số ở thành phố Toronto nhằm phản đối chính sách bạo hành đàn áp bắt nạt của chính quyền Trung Quốc và cuộc biểu tình này đã diễn ra ở trung tâm thành phố Toronto các cộng đồng của những người thiểu số tham dự trong cuộc biểu tình thì ngoài cộng đồng người Việt còn có những người trong các cộng đồng thiểu số khác như người Tây Tạng, người Hồng Kông, Đài Loan và Ấn Độ Những người biểu tình cầm cờ Cũng như những chương những biểu ngữ như là Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc Chống lại việc thiết lập các trại tập trung Bắt người duy ngôn nhĩ Thưa quý giả Hiện nay ở Trung Quốc Ở phía Bắc, ở phía Thế Tạng à, Trung Quốc đã cho thiết lập những trại tập trung Bắt những người duy ngôn nhĩ vào trong đó Và và nhốt trong đó Và tranh đấu cho dân chủ Tranh đấu cho Hồng Kông, Đà đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc Đó là những biểu ngữ mà các biểu tình viên cầm cờ cũng như là cầm những biểu ngữ này trương lên trong thành phố Toronto Tô trong chiều hôm thứ Bảy. Theo tin tức báo chí cho biết, cuộc biểu tình đã do các tổ chức là, như là Canada, Hong Kong Link, Bangladesh Minority Rights ở và các di dân Ấn Độ, Tây Tạng, Việt Nam, Đài Loan và Hồng Kông. Có nhiều người đại diện cho các tổ chức di dân đã phát biểu cảm tưởng. Những người này phản đối chính sách áp bức của chính quyền độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc phản đối việc Trung Quốc thiết lập những trại tập trung giam giữ những người duy Ngô nhĩ ở Tây Tạng cũng như đòi chính quyền liên bang Canada phải có biện pháp mạnh đối với những thao túng áp bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra trên toàn thế giới và riêng với Việt Nam chúng ta là đang áp bức và chiếm đoạt những uh, biển đảo của người Việt và đòi duy trì toàn thể cái vùng uh, biển uh, Biển Đông chuyện thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Những người Ấn Độ lên tiếng phản đối việc quân biên giới Trung Quốc giết những người lính Ấn Độ và họ lên tiếng ủng hộ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Một đại diện của Hồng Kông cũng cho biết là những người Hồng Kông đoàn kết với những cộng đồng người thiểu số ở Canada, Đài Loan, Việt Nam, Tây Tạng và Ấn Độ và cả các quốc gia khác đang bị Trung Quốc áp bức. Người nữ phát quý văn này cũng nói là với đạo luật an ninh mới vừa ban hành Chính quyền Bắc Kinh đã hoàn toàn khống chế Hồng Kông và Hồng Kông không còn tự do dân chủ như trước. Cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa và đã chấm dứt trong buổi chiều cùng ngày. Trở lại chuyện của COVID-19 thì chúng ta cũng biết tính đến ngày chủ nhật ở bên Hoa Kỳ có trên 4.6 triệu người Mỹ bị nhiễm COVID-19 và có trên 154.000 người chết. Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều người nhiễm và chết vì COVID-19 nhất thế giới. Không những thế, theo những tiên đoán thì sẽ còn nhiều người Mỹ tử vong vì virus trong những ngày sắp tới nếu chính quyền uh, Hoa Kỳ không có những biện pháp ngăn ngừa cũng như là buộc người ta phải đeo khẩu trang, phải cách ly. Theo bản công bố của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ CDCP, thì trong vòng 3 tuần lễ sắp tới hay 21 ngày nữa, sẽ có thêm trên 20.000 người Mỹ chết vì virus và con số tổng cộng ước lệ lên tới 183.000 người trên toàn nước Mỹ, nhiều thống đốc và các giới chức y tế thẩm quyền đã khuyến cáo cư dân, nhất là những người trẻ, phải tuân thủ theo những điều lệ đã được đặt ra trong việc giao tiếp với người khác, là giữ khoảng cách giao tiếp, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Theo những tiên đoán của trung tâm CDCP, thì số người chết sẽ gia tăng ở các tiểu bang như là Alabama, Kentucky, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee và Washington. Ở trong khi đó thì có những bộ trận đại dịch đang diễn ra ở miền Nam, Nam Hoa Kỳ thì ở tiểu bang New York nơi mà có trung tâm ổ dịch đầu tiên diễn ra trên ở Hoa Kỳ thì cuộc sống của những người này đã bắt đầu trở lại bình thường. Đài Hoa mới đây có một cuộc phỏng vấn một số người Việt sống trong tiểu bang New York sau khi tiểu bang này đã ngăn chặn được sự lan hành lan tràn của virus và chính quyền tiểu bang đã cho mở cửa lại quần máy kinh tế với trên 415.000 ca nhiễm và gần 33.000 người chết. Tiểu bang New York từng là một trung tâm của ổ dịch trong những ngày đầu của đại dịch. Nhưng bây giờ thì xuống hàng thứ ba, à, tiểu bang Cali đứng đầu với số người nhiễm và đứng hàng thứ nhì là tiểu bang Florida. Trung tâm ổ dịch bây giờ chuyển về các tiểu bang Việt Nam và tiểu bang California. Theo nhận định của Đài Hoa, thì cuộc sống của những người ở tiểu bang New York gần như trở lại bình thường, với những cảnh giác là phải giao thiệp giữ khoảng cách phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng và phải tự rửa tay thường xuyên không được sợ tay lên mặt theo anh trần đình tuấn ở thành phố new york thì phần lớn cuộc sống của người dân new york đã gần như trở lại bình thường nhưng cũng có nhiều người làm cho các công ty cao kỹ những người có thể làm ở nhà vẫn tiếp tục làm tại gia không cần đến sở anh tuấn cũng nói là cuộc sống của những cư dân ở thành phố new york đã trở lại một trạng thái bình thường mới là giao thiệp giữ khoảng cách đeo khẩu trang khi đi ra ngoài có thể về những tuân thủ này của cư dân tiểu bang New York mà tiểu bang này đã không còn là tâm ổ dịch nữa hay không? Một người viết khác là bà Thanh, chủ một tiệm uốn và cắt tóc trong thành phố New York, cho biết là từ nay cho đến cuối năm 2020, gia đình của bà sẽ không đi chơi xa vì sợ. Cũng theo nhận xét của bà Thanh thì cư dân thành phố New York đã không lơi là trong những biện pháp phòng ngừa virus. Bà Thanh cũng nói là tiệm uốn tóc của bà tuân hành theo đúng những chỉ thị của chính quyền đo nhiệt độ khách vào, hạn chế số khách đến tiệm trong cùng một lúc, lau chùi tiệm và dụng cụ kỹ lưỡng mỗi khi phục vụ xong một khách hàng. Và khách hàng cũng vào tiệm cũng như nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang. Bà Thanh cũng nói là cuộc sống ở New York đang dần dần hồi phục, nhưng theo cư dân này thì sẽ không thể nào giống như lúc trước, vẫn có xe chạy, cửa tiệm, cửa hàng vẫn mở, nhưng không còn ảo ảo dần dần như hồi xưa. Bà nói hồi xưa làm việc suốt 6 ngày một tuần để mong kiếm được nhiều tiền. Bây giờ không biết sống chết ngày mai nên cứ vui vẻ mà sống. Cứ làm tàng tàng để có tiền trả hóa đơn trước đỉnh thôi. Chứ không mong là làm giàu nữa để chừng nào qua được dịch rồi mà sẽ làm thêm. Tâm trạng của bà Thanh cũng như là tâm trạng của phần lớn như của chúng ta là những người đang sống trong thời đại dịch mà cuộc sống như gọng như là bị bó buộc nhưng bắt buộc để tránh sự lan tràn của Covid-19 thưa quý thính giả của thời báo media chúng tôi xin tạm ngưng mục thời sự hàng ngày kỳ này ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong mục thời sự hàng ngày kỳ sau